Trong trận đấu trưa ngày 10 tháng 7, theo giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã trắng tay với tỷ số 0-2 trước New Zealand, đánh dấu một trận thua tiếp theo trên hành trình chinh phục World Cup 2023. Cả hai bàn thua đều được ghi trong hiệp 1. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận xét rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, tuy nhiên, động tác xử lý và khả năng chuyền bóng vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Chung cam kết sẽ điều chỉnh để cải thiện tốc độ và độ linh hoạt của đội. Mặc dù có thể tìm thấy sự hài lòng trong thể lực của các cầu thủ, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng hiệp 1 có sự bỡ ngỡ của đội tuyển, dẫn đến những bàn thua khá đơn giản từ phía New Zealand. Dù không ghi bàn trong trận đấu với New Zealand, tuyển nữ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với màn trình diễn ấn tượng của một số cá nhân. Thủ môn Kim Thanh đã có một trận đấu xuất sắc với 10 pha cứu thua, 3 lần giải nguy và 2 pha đấm bóng thành công. Cô đã được chấm điểm cao nhất trong trận đấu. Cầu thủ Dương Thị Vân cũng có một màn trình diễn ấn tượng khi thắng 10 trong 13 lần tranh chấp. Mặc dù có những thiếu sót về thể hình, tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi tự tin và chủ động trong việc cầm bóng và phối hợp. Trận đấu với New Zealand đã giúp tuyển nữ Việt Nam rút kinh nghiệm quý giá, dù các cầu thủ như Huỳnh Như, Thanh Nhã, Hải Yến, Bích Thủy không có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Qua chuyến tập huấn tại châu Âu và các trận đấu gặp Đức và New Zealand, đội tuyển nữ đã thích nghi với áp lực và tích lũy thêm kinh nghiệm. Trận giao hữu cuối cùng với Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7 sẽ là cơ hội cuối để thử sức trước khi bước vào giải đấu chính thức. Việc đối đầu với các đội mạnh như Đức, New Zealand và Tây Ban Nha sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam khắc phục các nhược điểm và nâng cao thêm trình độ. Thua thiệt về thể hình là vấn đề lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam, gây bất lợi trong bóng đá nữ. Mặc dù tự tin trong việc triển khai lối chơi kỹ thuật, đội tuyển nữ gặp khó khăn trong các pha tranh chấp trực tiếp làm mất hiệu quả lên bóng. Cầu thủ Thanh Nhã chia sẻ về khả năng tận dụng sức mạnh và áp sát nhanh của đối thủ New Zealand. Đội tuyển cần cải thiện khả năng thích nghi với thời tiết, vì thời tiết lạnh ảnh hưởng đến triển khai lối chơi kỹ thuật. Tuy nhiên, đây cũng là những bài học quý giá từ các trận đấu giao hữu, giúp đội tuyển nữ chuẩn bị tốt cho các trận đấu chính thức và đối mặt với những yếu tố bất ngờ. Huấn luyện viên Zitka Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand rất hài lòng với chiến thắng của đội trong trận đấu với Việt Nam. Đội bóng đã thể hiện sự phối hợp và kết nối tốt, tin tưởng và chơi cùng nhau. Huấn luyện viên Klimkova cũng rất vui vì đội đã giữ sạch lưới và ngăn Việt Nam ghi bàn. Cô đánh giá cao sự thể hiện của hai cầu thủ trẻ India Hepek Riley và Jacqueline, những người đã thể hiện sự tự tin từ các buổi tập và đã tái hiện nó trong trận đấu hôm nay.